Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thao tác thiết lập một mẫu nghỉ phép lên trên phần mềm Base Time Off. Và bây giờ là thao tác. Để có thể thiết lập một mẫu nghỉ phép lên trên Base Time Off, đầu tiên anh chị và tất cả các bạn sẽ truy cập vào timeoff.base.vn. Trong phần mềm Base Time Off thì là nơi để chúng ta có thể chứa và thiết lập tất cả các mẫu nghỉ phép của chúng ta lên trên này. Có thể là nghỉ phép năm, nghỉ không lương, nghỉ đi gặp khách hàng hoặc là quên check in, check out hoặc là đi muộn về sớm. Để mà sau này khi mà mỗi một người nhân viên có nhu cầu xin nghỉ phép, người ta chỉ cần lên phần mềm, chọn cái mẫu nghỉ phép mà người ta cần và gửi đề xuất đi là được. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập một mẫu nghỉ phép lên trên hệ thống của Base. Đầu tiên các anh chị sẽ truy cập vào phần cài đặt, đưa chuột lên trên và chọn tạo mới nhóm. Bây giờ tôi có thể tạo một nhóm có tên là Đà Nẵng, ví dụ như vậy. Rồi người Việt ở đây có thể là Luân và Trinh, ví dụ như thế. Loại nghỉ phép trong đây có tất cả 6 loại nghỉ, thì loại đầu tiên là nghỉ phép 5. Nghỉ phép 5 thì phần mềm sẽ trừ phép của người nhân viên và tự động tính công cho họ. Nghỉ cá nhân là những cái hành động mà người nhân viên này có thể nghỉ hiếu hỉ hoặc là nghỉ theo chế độ, thì cái này nó sẽ là không trừ phép và có tính công cho người nhân viên. Đi công tác thì người ta vẫn làm việc cho công ty, nên là cái này mình có tính công nhưng mà không trừ phép. Làm việc ngoài văn phòng, không trừ phép, có tính công. Và thứ năm, nghỉ không lương, không trừ phép và cũng không tính công, bởi vì đây là nghỉ không lương. Cái này chỉ mang tính chất là xin phép thôi. Và loại thứ sáu đó là các loại khác. Với loại này thì doanh nghiệp có thể tự định nghĩa được là có tính công hay không tính công, thì tùy theo cái lựa chọn ở đây. Sau khi mà chúng ta chọn xong các loại nghỉ, và trong trường hợp này tôi sẽ chọn là nghỉ phép 5 đi. Sau khi mà tôi đã chọn xong loại này thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là yêu cầu phê duyệt từ quản lý trực tiếp. Tôi chọn có. Thì khi một nhân viên gửi đề xuất nghỉ phép, ngoài Luân và Trinh ở đây thì người đấy còn phải gửi thông qua một cái người quản lý trực tiếp của họ nữa. Ví dụ sale thì gửi cho trưởng phòng sale, marketing thì gửi cho trưởng phòng marketing, kiểu như vậy. Tiếp theo đó là quy trình phê duyệt. Ở đây nó có 3 loại tất cả. Thứ nhất là duyệt đồng thời, nghĩa là quản lý trực tiếp, Luân và Trinh, ai duyệt trước cũng được. Khi nào cả 3 người duyệt thì đề xuất này sẽ được thông qua. Tiếp theo là lần lượt, nghĩa là phải bắt buộc người quản lý trực tiếp duyệt trước, rồi đến Luân, rồi đến Trinh. Và cuối cùng là chỉ cần một người duyệt. Loại này thì trong 3 người này ai duyệt trước cũng được, chỉ cần một người duyệt là đề xuất được thông qua. Tiếp theo đó là giới hạn số ngày đề xuất nghỉ. Giới hạn số ngày đề xuất nghỉ phép được tạo. Cái này nghĩa là sao? Nếu mà công ty các anh chị quy ước là nếu mà người nhân viên hết phép rồi, họ sẽ không thể được gửi nghỉ phép 5, thì anh chị sẽ chọn lựa chọn ở dưới. Đó là tổng số ngày xin nghỉ phép có thể tạo không được vượt quá số ngày phép còn lại. Đó là nếu mà người nhân viên hết phép rồi, người ta phải gửi nghỉ đề xuất không lương. Chứ còn đề xuất xin nghỉ phép 5 thì sẽ không cho người ta gửi nữa. Còn nếu mà một số công ty cho phép người nhân viên ứng phép, có nghĩa là hết phép vẫn có thể gửi được đề xuất nghỉ phép 5, thì mình sẽ không giới hạn ở đây. Nhưng mà tôi khuyến khích là mọi người nên chọn là tổng ngày xin nghỉ phép phải có thì mới được gửi. Okay. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào phần cài đặt nâng cao. Trong đây thì sẽ có phần SLA, giả sử 24 giờ này. Có nghĩa là khi cái đề xuất gửi đi thì trong 24 giờ người duyệt phải xử lý hoàn thiện cái đề xuất này. Nếu mà không duyệt đúng thời gian thì đề xuất sẽ bị chuyển sang trạng thái quá hạn. Tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có một phần là khoảng số ngày giới hạn. Nghĩa là sao? Số ngày tối thiểu phải tạo trước ngày nghỉ. Ví dụ như công ty các anh chị yêu cầu người nhân viên phải gửi đề xuất trước 2 ngày khi mà người ta nghỉ thì mình chọn số 2. Còn nếu không quy định thì mình có thể chọn số 0. Hoặc là nếu mà mình cho phép người nhân viên có thể gửi đề xuất trong quá khứ đi. Ví dụ hôm qua tôi nghỉ và hôm nay công ty vẫn cho tôi có thể gửi được đề xuất thì chúng ta sẽ điền là -1. Nếu mà hôm trước nữa nghỉ và hôm nay vẫn có thể gửi thì có thể là -2. Nhưng mà với đề xuất nghỉ phép 5 thì thường chúng ta sẽ để là 3, phải gửi trước 3 ngày. Đó. Và cái quy định này có bắt buộc hay không? Thì nếu mà bắt buộc thì chúng ta sẽ chọn là bắt buộc. Tiếp theo là giới hạn số ngày nghỉ trong một cái lần xin nghỉ. Nếu mà anh chị quy ước là trong một lần xin đề xuất chỉ được xin nghỉ tối đa 5 ngày thì mình điền là 5. Đó. Giới hạn số đề xuất được duyệt trong một tháng. Thì giả sử như anh chị quy ước là trong một tháng chỉ được duyệt 2 đề xuất thôi. Có nghĩa là trong một tháng chỉ được gửi 2 lần và mỗi lần chỉ được nghỉ tối đa là 5 ngày.
đấy, ý nghĩa của nó là như vậy. Và tương tự là nếu mà được duyệt 2 lần thì chỉ được tạo 2 lần thôi. Ok. Có hiệu lực với, nếu mà chúng ta để trống thì sẽ có hiệu lực và được sử dụng ở toàn công ty. Còn nếu không thì chúng ta có thể chọn một cái bộ phận nào đó cụ thể ở đây. Tôi sẽ để trống toàn công ty. Người theo dõi. Người theo dõi là những người mà sẽ không trực tiếp duyệt đề xuất nhưng mà cần nhận được thông báo khi có một ai đó nghỉ. Trong trường hợp này tôi để là Phúc. Rồi. Phúc sẽ nhận được thông báo và nhận được cái thông tin của người nhân viên khi họ xin đề xuất nghỉ. Tiếp theo phần miêu tả này, phải nhấn mạnh phần miêu tả cực kỳ quan trọng với các công ty bởi vì nó sẽ là nơi gián tiếp để anh chị có thể truyền đạt cái nội quy của công ty đến tất cả mọi người. Ví dụ ở đây mình ghi là công việc phải được bàn giao trước khi nghỉ. Đó. Thứ hai, mình ghi rõ nội quy ra đây. Cực kỳ rõ nội quy ra đây để khi mà người nhân viên lên phần mềm, người ta sẽ đọc nội quy trước khi người ta gửi đề xuất. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn nút tạo nhóm. Anh chị đã vừa thực hiện thao tác đó là tạo một cái mẫu đề xuất đơn giản ra được hệ thống. Thì khi mà tạo xong thì mình dấu cộng này, mình sẽ thấy bạn còn 6 ngày nghỉ phép, 6 ngày phép năm đấy. Bạn phải tạo đề xuất này trước 3 ngày đấy. Tất cả các quy định của chúng ta nó đều liệt kê ra ở đây. Và đây là nội quy màu xanh mà chúng ta tự động bổ sung thêm cho hệ thống này. Trong đây thì nó đã có một cái tiêu đề, một cái mô tả đề xuất, chọn người quản lý trực tiếp và chọn ngày nghỉ. Tuy nhiên thì còn có một số thông tin mà công ty yêu cầu người nhân viên phải nhập trước khi người ta nghỉ. Thì mình sẽ thiết lập ở đâu? Mình sẽ thiết lập tại các trường tùy chỉnh. Ví dụ như tôi có thể thêm trường thông tin như sau. Thứ nhất là giả sử như lý do nghỉ đi. Lý do nghỉ phép. Tôi sẽ để một dòng văn bản dài để người ta có thể diễn giải ra. Rồi tiếp theo là tôi sẽ để một drop down list là bàn giao. Điểm. Tôi sẽ để là ví dụ như thế. Rồi tôi sẽ để là các công việc cần bàn giao đi ha, multi-line. Nó lưu lại. Đấy, ví dụ chúng ta sẽ yêu cầu người nhân viên phải điền một số thông tin này thì người ta mới được gửi đề xuất. Thì khi mà tôi đã thiết lập như vậy thì người nhân viên khi người ta lên phần mềm, người ta chỉ cần ấn dấu cộng ở đây thì người ta đọc nội quy trước này, xong người ta điền vào luôn. Năm vì do chẳng hạn như vậy. Lý do nghỉ phép là ố. Năm bàn giao công việc là có các công việc được bàn giao. Bàn giao có chương, ví dụ như vậy. Là ba là ví dụ như vậy. Sau đó tôi sẽ chọn quản lý trực tiếp, ở trong đây có thể là Trần Tuấn Anh. Rồi sau đó thì tôi sẽ chọn ngày bắt đầu. Ngày bắt đầu nghỉ của tôi có thể là thứ ba tuần sau và tôi nghỉ một ngày. Nếu mà tôi nghỉ nhiều hơn một ngày tôi chọn ngày tiếp theo ở đây. Đó, tôi nghỉ 2 ngày chẳng hạn. Sau đó tôi sẽ lưu lại. Người nhân viên của công ty các anh chị sau khi anh chị tạo xong thì cũng như vậy. Lên phần mềm nhập đầy đủ thông tin sau đó thì gửi đề xuất lưu lại. Thì cái đề xuất sẽ ngay lập tức gửi đến những cái người mà đã được cài đặt từ trước, bao gồm Trần Tuấn Anh đã được cài đặt từ trước, Luân, Mỹ Trinh, Trần Tuấn Anh vừa rồi là trong giai đoạn là người quản lý trực tiếp. Thì khi những người nhận này, người ta nhận được đề xuất thì người ta sẽ thấy đầy đủ thông tin này. Võ Thành Luân đã đề xuất 2 ngày trên tổng là 6 ngày phép còn lại của anh ấy. Rồi, đấy, đây là Luân. Ca xin nghỉ. Lý do, thông tin và nếu mà cần trao đổi thì tôi sẽ viết thảo luận ở đây. Đó. Và tôi sẽ chấp thuận đề xuất này. Ví dụ như vậy, tôi ấn chấp thuận. Còn nếu mà không chấp thuận thì tôi sẽ ấn từ chối. Đề xuất này tôi không đồng ý thì tôi từ chối. Còn nếu mà tôi cần xin ý kiến của một ai đó thì tôi sẽ ấn chuyển tiếp. Đó, thì anh chị có thể để ý vừa rồi chúng ta đã tạo một mẫu đề xuất lên trên phần mềm. Và sau khi tạo đề xuất xong thì chúng ta đã thực hiện thao tác là gửi đề xuất đó. Anh chị cũng có thể thao tác tương tự và cần phải tạo được đầy đủ tất cả các mẫu nghỉ phép cho công ty để người nhân viên có thể sử dụng. Nếu trong quá trình thiết lập anh chị thiếu ý tưởng hoặc là chưa có những cái mẫu để anh chị có thể thao tác, anh chị có thể click vào cái một vài cái mô tả hướng dẫn về các mẫu nghỉ phép ở dưới video này. Anh chị có thể tham khảo và sử dụng cho công ty của mình. Và có một lưu ý đặc biệt cho video này đó là với riêng đề xuất nghỉ phép năm thì trước khi mà
người nhân viên gửi được đề xuất này thì anh chị cần phải thiết lập số ngày phép còn lại cho từng nhân viên. Thì trong nội dung video này tôi chỉ hướng dẫn về thao tác tạo một mẫu đề xuất thôi. Trong video tiếp theo là video số 2, tôi sẽ hướng dẫn về cách để mình có thể thiết lập chính sách nghỉ phép và thiết lập ngày phép còn lại cho từng nhân viên. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video này và mời các anh chị chuyển sang video sau để mình có thể tìm hiểu thao tác thiết lập ngày phép. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thao tác thiết lập một mẫu nghỉ phép lên trên phần mềm Bay Time Off. Trước khi chuyển sang video tiếp theo, mời các anh chị hoàn thành một vài câu hỏi nhỏ ở dưới video này. Cảm ơn mọi người.